Hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình, channel Bộ Tạc Jimmy. Rất vui vì gặp lại các bạn trong series sao bạc ngày hôm nay. Thì cũng một ngày sau cái tình trạng mình bị hoa mắt choáng váng do cây da nó làm cho mình điên cuồng. Ở clip sao bạc bát 25 hay sao á, con cây da mà nó hồi máu nguyên tem, khó hiểu. Cho nên mình đã tạm dừng một ngày và mình đã ra clip khu vui chơi. Ngày hôm nay mình là lấy lại tinh thần quay lại series sao bạc cho anh em, thì mình mong là mình sẽ không gặp những cái điều tồi tệ nữa. Ok, mình chúc tất cả bạn một ngày thật là tuyệt vời nha, và xem clip của mình vui vẻ cũng như là nhấn like và subscribe đăng ký kênh cho mình thật là nhiệt tình. Còn bây giờ thì mình sẽ đến với bạn đầu tiên, Trần Quang Huy, với avatar là một thanh niên anime. Phim này thì mình không có biết cho nên mình không có biết tên, và hình bìa là cũng rất là nhiều thanh niên anime nữa. Nói chung là cái những thanh niên này trong cái phim mình không biết. Rồi, mình chỉ biết tên của bạn là Trần Quang Huy nha. Giờ thì mình sẽ sao bạc cho bạn Trần Quang Huy. Trần Quang Huy ơi. Ok, hiện tại mình đang ở Vinh My và ạc của bạn Trần Quang Huy chơi bên Vinh My luôn. Bạn ấy đã đưa cho mình và mình đã đăng nhập thành công rồi. Cho nên giờ mình sẽ truy cập vào mình xong cho bạn. Rồi, vô đặt Vinh My. Một cái game khá là hay. Rồi. À, các bạn chơi bên server S49 Kumadori, một thanh niên trong CP9, cầm cây trượng và với skill phải nói là giảm toàn bộ 50 nổ, rất là nguy hiểm. Mình đi đánh khu vui chơi mà mình gặp cái con đó là thôi rồi, mình hiểu số phận rồi đó. Nó giảm nổ như đúng rồi á, giảm như chưa từng được giảm, hình như là mới đẻ ra tới giờ chưa được giảm bao ai bao giờ, nên nó giảm như đúng rồi á. Giờ thì mình sẽ sau cho bạn nha. Rồi, à, các bạn cấp 99 là chiến 379k, ngon. Số tiền đã nạp vào là 9.000, mình biết mà, nên cơ bản sao á, thiếu 10 vàng nữa lên VIP 1 rồi. Giờ mình chỉnh lại khung hình cho nó kích, sao mà màn hình của mình nó tới đen rồi không thấy được gì hết. Rồi sau luôn nha. Về đồng đội thì bạn ấy có nhân vật chính nè, rèn được cái nhẫn lên 95 với lại dây chuyền là 95 luôn. Trái quỷ đang sở hữu trái Neko Neko và trái khỉ. Đấy, không cần nhìn luôn cũng biết mà. Rồi đồng đội tiếp theo bạn chơi là cái da. Trái quỷ đang mang là trái sóng âm. Usopp cũng có chơi luôn nè, mang trái dừng lại với trái trùng chó. Rồi chấp bờ này không biết có tăng nổ được chưa ha. Rồi có tăng nổ được rồi, cũng mang chơi luôn. Giờ mang trái lưỡi dao dài 6 sao đó. VV không chơi, chắc là đồng đội hỗ trợ. Mr. 2 có chơi nè bạn, trái mane hình như là trái cơ bản của thằng Mr. 2. Ủa sao bạn ấy chơi nhiều thằng dữ vậy, mình thấy thằng nào cũng có đồ để mang, các bạn thấy không? Nói chung là không có ai mà bạn ấy để cho thiếu thốn hết á. Đấy. Rồi thằng này có nè, thằng này cũng có đó. Ở luôn, nói chung ít nhất cũng phải 3-4 bộ. Đó, bạn ấy không bao giờ để cho ai thiếu thốn hết. Ai cũng phải có đồ mặc. Rất là xanh điệu. Còn những cái thằng bạn ấy chơi thôi là đây, Usopp, Chopper, Eiza, Ken và nhân vật chính. Giờ thì mình sẽ vào kho của bạn để xem thử coi bạn có gì. Rất là nhiều nhẫn luôn, không biết làm gì, để dành để cầu hôn à. Ai rất là nhiều, nói chung là trên 20 cái nhẫn để bạn cầu hôn để hơn 20 cô gái. Rồi bây giờ kho các bạn cất giấu vàng bạc châu báu gì không nào. Thường thường là mấy bạn hay cất trong kho mấy thứ nguy hiểm lắm. Ai đúng là nguy hiểm thiệt bạn ơi, báu vật rất là nhiều luôn, nhưng mà bạn chưa đủ cấp để mang. Còn những cái đồ này là đồ tím. Đồ tím này thì 75 là mang được rồi, nhưng mà 85 nữa. Nhưng mà bạn ấy cũng hơn cấp rồi, nhưng mà chắc chưa đủ mạnh để ghép lại, cho nên chưa có mang được. Rồi, rất là nhiều cá. Bét sao bạn không cho bét ăn nhỉ? Cho bét ăn đi, cho bét mau lớn. Rồi, giờ mình sẽ chiến trận đấu trường nữa. Thằng nhỏ nhất trong đây là thằng 90. Thằng hiếp nên luôn, mình hơn ở 9 cấp lận mà. Ở biết thế nào để cho mình là mình hơn ở 9 cấp đó các bạn. Lucy hổ báo hả mày? Lucy gà quá em ơi. Quá, mình thấy Mr. 2 sao giờ không có Mr. 2 nữa. Né tránh rồi, hay quá. Rồi bên kia có con Sedichan khá mạnh, với lại thời trang nữa, mình thấy nó có thời trang nữa, nhìn có vẻ nguy hiểm nha. Trời đánh không mất máu luôn à. Ghê vậy, chết được cây da rồi. Rồi chết Usopp luôn. Không chết hên quá. Rồi chết Chopper thảm ghê á. Rồi phòng ngự tuyệt đối. Nó đâu đánh mình đâu, chuyện mình đánh cái gì trời, đánh cây da mà. Ôi trời, chết oan vãi. Rồi chết Chopper, hay lắm. Mày hả Lucy? Rồi chưa chết, vẫn còn một tuần nữa.
Ủa, nó bao kìa, chết luôn. Thôi thua rồi. Em như thế này thì sao mà phải chơi nữa. À, bay xa. Cảm ơn bạn Trần Quang Huy đã gửi đặt cho mình sau. Giờ mình sẽ đến với bạn tiếp theo. Ok, quay lại với sau bạc thì mình sẽ đến với bạn tiếp theo nha. Bạn gì đây? Cái tên khá lạ. Một cái tên hơi lạ, mình không biết đọc sao đây nữa bạn ơi. Đây, chắc là Tâm PC, mình tạm dịch là Tâm PC đi. Hình là một cái cây hoa màu vàng. Đây, hình rất là đơn giản thôi. Bây giờ mình sẽ sao cho bạn. Em anh ơi, em sẽ sao thôi nhé, có gì đâu. Ok, mình đã quay trở lại đây thì bạn Tâm PC. Tâm PC có gửi ạc cho mình luôn, nhưng mà mình không biết tại sao đăng nhập vào không được. Chắc là bạn lại đổi mật khẩu rồi. Đúng là những cái điều đáng tiếc khi mà bạn gửi ạc cho mình rồi mà ạc lại bị đổi hay gì đó. Ok, không sao, mình sẽ đến với ạc của bạn tiếp theo. Vũ Uyên Nhi hả? Hình như ạc này mình có sâu rồi mà. Hình con gái này mình thấy quen quen, nhưng mình có sâu rồi, để mình kiểm tra lại coi. Kéo lên mấy comment trước rồi coi mình có sâu chưa nhá. Mình nhớ là bạn có avatar con gái đó là mình sâu rồi. Rồi, bạn rất là lắc luôn. Đây đây, để mình coi có chưa nha. Mình nhớ là có rồi. Ok, hiện tại thì mình không tìm được, nhưng mà mình nhớ chắc chắn với các bạn lên là mình có sau rồi. Bạn Vũ Uyên Nhi, người ta là một con gái nè. Đó. Ok, để mình kiểm tra là cho chắc đi. Ok, sau khi mình kiểm tra thì mình thấy bạn có gửi ạc cho mình một cái web lậu GG River gì đó mà mình không biết cái link là gì. Đúng rồi, đúng rồi, các bạn này hồi trước mình vào mà không biết link là gì nên không có vào được nè. Rồi, ok, nếu mà được thì bạn gửi lại nick cũng như là link cho mình chính xác thì mình sẽ sau nha. Bây giờ vào không có được. Rồi, bạn tiếp theo là bạn Saya Kisaragi. Rồi, avatar với anh bìa là anime của cái nhân vật của bạn, chắc là vậy rồi. Ok, mình sẽ sao cho bạn nha. Saya Kisaragi. Ok, mình đã quay trở lại đây thì bạn Saya Kisaragi, mình đã vào tin nhắn mà bạn ấy cũng chưa gửi ạc cho mình. Mình cũng có nhắn tin kêu bạn ấy gửi ạc rồi. Bạn ấy kêu là ạc cùi lắm. Thì thôi, ạc cùi thì thôi, khỏi sao. Mình nhắn tin rất là nhiều rồi mà bạn ấy cũng không có gửi ạc cho mình, cho nên thôi bây giờ thì mình sẽ đến với bạn tiếp theo luôn. Hôm nay cũng khá chán tại vì sau được rất là ít ạc. Bạn Quang Trần, hình avatar là Sabo. Rồi, giờ sau cho bạn Quang Trần nha. Ok, mình đã quay trở lại đây thì bạn Quang Trần cũng có gửi nick cho mình bên hải tặc 86 mà mình kiếm link vào thì cũng không có. Sau dạo này mình sao toàn là mấy cái bạn mà không vào được nick hay gì nữa nha. Nói chung rất là đen, nãy giờ mình sao được có vài cái thôi. Đâm ra buồn ngủ luôn rồi. À, bạn tiếp theo là bạn Đức BNXNXB, hình là bata là Jimbel. Giờ mình sẽ sau nhé. Gian quá bạn ơi, nãy giờ mình sau nè, mới đặt luôn rồi. Ok, mình đã quay trở lại và bạn Đức BNXNXB cho bên Vinh Mi. Bây giờ thì mình sẽ truy cập vào Vinh Mi sau lẻ cho bạn nha. Rồi, ok. Nãy giờ mình sau chắc không chắc được có một hai cái chứ mấy, đúng không? Dạo này không biết sao mình gặp toàn là những cái ạc không vào được. Server bị hủy. Nói chung thì sau cái đợt sao đợt một này mình mong là các bạn sẽ rút kinh nghiệm, được nhiều kinh nghiệm để chuẩn bị tới sao đợt hai thì cái quá trình sao sẽ được suôn sẻ hơn và thuận lợi hơn. Ok, các bạn comment xong là gửi ạc cho mình ngay luôn. Các bạn để mình vào tin nhắn mà không có ạc thì cũng thành ra như không à. Server 115 băng vận chuyển cho mình Vinh Mi. Ok, một server cũng khá lạ đối với mình á, chưa bao giờ mình sau cái server này sao á. Rồi giờ mình vào nha. Rồi có 122 VIP 7 luôn các bạn ơi. Wow. Số tiền đã nạp vào là 33.790 vàng. Như vậy thì cũng khá nhiều vàng rồi các bạn. VIP 7 mới có 122 thôi VIP 7 rồi. Giờ lực chiến là 1.4 triệu. Đó, cũng rất là ngon. Ui, cửa chiếc xe hung hăng đấy nha. Ít ra nãy giờ sao cũng được một ạc này. Trời, thảm thương. À, đây 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 đây, như mực chính nè bạn, thấy ghê chưa, hai dòng S nha, hai dòng tím đấy, có trái quỷ cái màu xanh lớn giống với hổ đen 7 sao luôn nè, cái là trái kilo kilo và trái lá trắng 7 sao. Rồi bên Jin Kenhaki thì chơi trái hổ đen đấy. Rồi tiếp theo là cây da,
cái da haki mang trái lá trắng với lại trái vỡ vụn đó, đằng trái 7 sao không nhớ bạn. Chopper haki thì mang trái hổ đen đó, đằng là 7 sao không đâu phải giỡn. Senji haki rồi, Luffy có chơi luôn nè, trái tiết quái cái da gifin, ui ơi nhìn rất là hung hăng. Rồi bên đây có chơi ai không? Bên đây có Kaku haki mang trái tiết quái cái da gifin luôn. Rồi khá ngon đấy bạn, toàn là những cao thủ không à, mình sẽ sau túi nha. Rồi có ai thẻ bài không, có gì hết trong kho có gì không. Rồi một số báu vật của râu đen, rồi râu trắng với lại một số cái hộp quà, hộp quà quốc khánh nè, rồi cái túi random danh hiệu đó, mà ra không có gì nữa. Rồi ok, ăn cái này cũng ngon đó bạn. Bây giờ mình sẽ đánh đấu trường nha. Rồi quanh sau thời trang với bét luôn cho bạn luôn. Thời trang thì bạn có 11 bộ, rất là nhiều thời gian đó. Ở đây thì thời trang thì chúng ta cũng đã thấy hết rồi đó, cho anh em xem lại đó. Nói chung thì đa số là chúng ta đều thấy được hết rồi. Cái thằng này nhiều thời trang đẹp đó chứ, cũng khá đẹp quá bạn, thời trang khá đẹp, có thời trang Moria nữa. Này mình sẽ chiến đấu trường nha. À của bạn xếp hạng 17 trong đấu trường á bạn, cũng khá cao. Mình đang cấp 122, bây giờ thì thằng nhỏ nhất trong đây là thằng 124. Rồi mình dứt luôn chứ ngại gì, nó hơn mình 2 cấp chứ mấy. Thằng này có 1.4 triệu hả, có 100k. Đâu mày đùa anh à. Giờ thằng này nhiêu, thằng này là 1.2 triệu. Rồi mình sẽ đánh cái thằng 100 mấy k này cho nó bớt láo đi. Nó dám một mình cân cả thế giới, chết đi không có. Trời, mới đánh thường rồi, nhẹ nhàng tình cảm đã dậy rồi, bị rút máu nữa kìa. Ui rồi, hai chiêu sau hai chiêu già nó đã trắng máu, và sau ba chiêu là chết queo. Thanh niên láo thật, một mình cân cả thế giới. Rồi giờ mình sẽ đánh với thằng 124 này. 124 này là lượt chiếu 1.2 triệu đó bạn, giật nha. Rồi Jim Bell luôn, có cả Jim Bell luôn. Jim Bell, ui rồi câu dưới. Rồi nó đấm kêu bạn ơi, thôi xong phim này, kiểu này là xong rồi. Mày hả con, giảm tấn công, không có giảm tấn công luôn ta. Chán đi ông nội, ông đánh tôi hoài, tí nữa Jim Bell nó đấm mình cũng chết rồi. Thôi thua, nó hơn mình 2 cấp, có vẻ như nó cũng khá mạnh nữa, cho nên mình thua là phải. Rồi nó đấm ai đây, đấm như 19 rồi. Ôi giời, nửa cây máu. Như 19 đây này tên là Triệu Vân à. Mình thấy đa số những thanh niên Triệu Vân đều rất là mạnh. Bên Nick Bisama của mình cũng đang bên công hội, có anh Triệu Vân, Ba Quy Triệu Vân cũng rất là mạnh. Jump server. Đấm đi. Rồi chưa có nọ nữa. Tới đường Jumeo đấm cái nhẹ nhàng tình cảm là ông Ken của mình ra đi về phương trời xa. Rồi né tránh. Kaku né tránh nhưng mà Luffy chết luôn. Rồi thua rồi. Thôi nhá bạn, nó hơn mình 2 cấp cho nên nó khá mạnh đấy. Mặc dù lực chiến của mình hơn nó nhưng mà có vẻ nó mạnh hơn mình. Ai chết đi mình vậy? Anh Tài à, ok, anh là anh Tài đây. Ok, mình sẽ đến với ạc của bạn tiếp theo nha. Rồi, mình đã quay trở lại đây, ít ra thì nãy giờ mình cũng sau được một ạc ngon. Vậy mình cũng đỡ buồn rồi. Bây giờ thì mình sẽ sau đến bạn tiếp theo là bạn Phạm Trọng Sang. Hình avatar như là Zoro, còn hình bìa là Gunny. Rồi, hình như bạn này là bạn cho mình mượn nick Gunny bên Gunny08.com nè, đúng rồi. Mình hay làm clip Gunny08 là ặc của bạn Phạm Trọng Sang nè. Ok, mình đã quay trở lại đây thì có một cái điều bất ngờ, đó là bạn Phạm Trọng Sang, bạn ấy cũng có gửi cho mình một cái ặc y chang của cái ặc của bạn hồi nãy luôn. Đây, bạn Đức BNXB gì đây đó, ặc mà nãy mình vừa sau xong ặc Triệu Vân á. Rồi, coi như chắc là hai bạn này là hai bạn thân với nhau cho nên gửi ặc chung cho mình. Rồi, coi như mình đã sao cho hai bạn luôn rồi nha. Rồi, bây giờ mình sẽ đến với một bạn nữa, Đinh Thị Hồng Thư. Avatar là con gái anime, còn hình bìa cũng là anime con gái. Rồi, em nhé anh yêu. Ui trời ơi, anh yêu hả? Rồi, anh yêu sẽ sao cho em yêu. Đinh Thị Hồng Thư là ai ta? Sao lại gọi mình là anh yêu nha? Đừng nói là thanh niên Sơn Sơn nha. Lâu ngày rồi không gặp lại thanh niên Sơn Sơn, không biết 501 anh em còn nhớ Sơn Sơn không? Ai còn nhớ Sơn Sơn hãy cho mình một comment. Đây, mình đã truy cập thành công vào ặc của bạn Đinh Thị Hồng Thư, gọi mình là anh yêu rồi đó. Rồi giờ anh yêu sẽ sâu cho em yêu, mặc dù mình không biết bạn là ai. Chuyện gọi mình là anh yêu mới đau.
Mình chỉ nghi là thanh niên Sơn Sơn thôi, có thanh niên Sơn Sơn mới gọi mình là Niu thôi. Lâu lắm rồi mình không livestream với tất cả bạn. Xưa livestream rất là vui, gặp thanh niên Sơn Sơn nữa chọc mình, kêu là hẹn hò này nọ tùm lum. Chắc cách bữa mình phải livestream nói chuyện với anh em thôi. Rồi ok, anh em nào nhớ Sơn Sơn thì hãy nhớ để lại cho mình một comment nha. Còn bây giờ mình sao cho bạn, cho bên sao vào 130 Mino Koala. À, là một con trong địa ngục Emberdao. Cái con mà người vàng vàng giống như gấu koala các bạn. Rồi, à các bạn cấp 106. Quá, 106 mà lực chiến có 500k rồi. Sao mà bèo thế. Rồi, lực chiến 539k. Về đồng đội thì bạn ấy chơi nhân vật chính nè, có chơi bọn ba thùy nữa các bạn. Chơi bọn ba thùy 7 sao. Rồi. Kenhaki cũng có chơi 7 sao luôn. Ủa đâu phải. Chơi này chơi 5 sao, chơi thằng lằn bay. Rồi, thằng lằn mà thằng lằn bay luôn hả cái vậy. Còn thằng lằn cũng bay được nữa. Usopp Haki mang trái kilo kilo với lại trái trái thằng lằn. Bây giờ là trái thằng lằn. Hồi nãy là thằng lằn bay, bây giờ là thằng lằn. Hai thằng lằn này như thuộc hai giống loài khác nhau. Rồi, Chopper Haki mang trái bỏ ba thùy luôn. Sao mà bỏ ba thùy nhiều vậy? Mở chắc bạn ấy mở cho bây sao toàn dính bỏ ba thùy quá. Ok. Rồi, thằng lằn, nói chung là một cái kết thằng lằn. Và tối đồ thì cũng không có gì cả. Một cái trái Uzi Uzi. Rồi, một số đồ thôi. Có một cái túi vàng mở luôn cho rồi. 20 vàng cũng được rồi, đỡ hơn mở được 10 vàng. Rồi, mình kiểm tra kho nha. Kho, cất giấu cũng không có. Ui, có tên linh Berry Berry này. Trời may vả nha. Quay mà mở được Berry Berry này là ngon rồi đấy. Ngon, nói chung thanh niên có con berry ngon ấy. Giờ mình sẽ đánh đấu trường 106 đánh với 100 đi. Rồi, 106 đánh với thằng trăm thôi được rồi. Không nên đánh thằng cao quá, kẻo thua. Chán nha em. Kaku. Thằng Kaku thời trẻ trâu nữa bạn. Lâu rồi mình chưa gặp lại thằng Kaku trẻ trâu này. Rất là ngáo. Thanh niên trong CB9. Rồi, con VV sắp chết rồi. Còn Kaku thì cứ để ông Ken lo. Nó cứ choáng vậy là Kaku không làm được gì hết á. Rồi có nọ luôn rồi. Bao này chết cây da nha con. Rồi nó bao chết cô bì mình quá. Y không chết. Bên mình trâu hơn, bên mình trâu hơn. Rồi bao có bạo kích, đang có bạo kích. Lợi dụng đang có bạo kích thì mình sẽ bao. Rồi, sát thương ghê vậy ông nội. Mày hả con. Có khiên một giọt và búp cho Usopp nữa. Rồi nó sẽ bao một mình ông Ken mình và chỉ được có một giọt thôi. Rất là thông cảm cho thanh niên Kaku. Lâu ngày ngưỡng cái tay chân mới được bao nhưng mà chỉ được có con giọt thôi. Tội nghiệp này, trắng cây máu. Chết luôn đi. Rồi, Kaku này tới giờ bị hành hạ rồi nè các bạn. Trời ơi, Kaku của tôi. Tại sao không về tu luyện thêm đi. Tu luyện thêm đây. Lão hạt quang. Quên. Rồi, một cái gì? Ôi, xếp hạng 9 luôn nha các bạn, đừng khinh thường nha. Xếp hạng 9 trong đấu trường luôn đấy, chứ đâu phải đùa đâu. Server này server mới mở hay sao á. À, nói chung thì cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi hết clip của mình. Và nhớ để lại comment nếu các bạn ai mà nhớ đến thanh niên Sơn Sơn. Thanh niên muốn hẹn hò với mình. Cộng thêm nữa là cảm ơn các bạn đã theo dõi clip và xem clip nhớ like và subscribe cái kênh ủng hộ cho mình nha. Clip sau thì mình sẽ tiếp tục sau ạc cho anh em. Còn bây giờ thì thôi, tạm biệt tất cả các bạn. Ok, bye bye.